Rồi, chúng ta sẽ đến với một khái niệm tiếp theo, đó là hàm. Hàm trong lập trình JavaScript. Hàm. Hàm là gì? Hàm. Cái hàm này lý do nó phát sinh á. Ví dụ như này, chúng ta có 3 đoạn code. Ví dụ chúng ta có một đoạn à, đây là đây nha, để tôi vẽ cho nó dễ hình dung. Chúng ta có 3 đoạn code. Đoạn code A, đoạn code B, đoạn code C, 3 đoạn này. Mỗi đoạn này nó kéo dài 100 dòng. Nó đơn giản, 100 dòng này để tính một cái phép toán nào đấy nó khá là phức tạp. Ví dụ phép toán để có thể giải được này, bạn để giải Nobel toán học. Đúng không? 100 dòng cốt. Nhưng mà buồn cười một cái là ba cái đoạn này chỉ để tóm lại là output ra con số log, ra tổng của số x và số y thôi. Tất nhiên x và y nó là biến, giá trị sẽ khác nhau qua từng thời điểm. Đúng không? Đây là x và y. Đây là x và y. Nếu mà chúng ta cứ bởi phép tạp phát toán phân rất là phức tạp, cho nên là chúng ta mất 100 lần chúng ta làm. Được chưa? Thì nếu như bình thường thì chúng ta phải copy 100 dòng ở trên, quẹt xuống dòng B là 100 dòng nữa, C 100 dòng nữa là 300 dòng, có xử lý logic giống nhau để cuối cùng ra một cái cột đủ con số log gì đấy, đúng không? Thế vậy thì nếu mà cái này người ta có nhu cầu cao hơn khoảng 1.000 lần cho cái 100 dòng code này, 1.000 nhân 100 là bao nhiêu? 100.000, đúng không? 100.000 dòng code code đến bao giờ xong? Phải đâu? Có một phát xong nhỉ? Ông hộ tôi cái. Chỉ nghĩ đến cái việc copy không đã thấy lâu rồi, đúng không? 1.000 lần cơ mà, Ctrl Shift D xong rồi nhân lên khoảng 10 lần xong này, bôi đen khoảng cả 10 lần để nhân lên, xong bắt đầu mới sửa giá trị xy 1.000 lần nữa. Tôi thấy ngu dần rồi, đúng không? Nó rất là mất công. Một là mất công, hai là cái khi mà chúng ta làm đi làm lại không việc gì nhiều lần, khả năng sai số rất là cao. Không phải sai cho phép tính sai code thì copy paste ra không sai được. Sai ở chỗ chúng ta thay số sai. Con người mới sai, con máy thì chẳng bao giờ sai. Đúng không? Chỉ do chúng ta thay số sai thì cũng có cái tỷ lệ là sai, sai số. Đúng không? Thế vậy thì sao? Có cách nào giải quyết không? Những cái thứ mà chúng ta lặp đi lặp lại nhiều, chúng ta nên đưa nó vào trong một cái thứ gọi là hàm. Đưa nó vào trong một cái hàm. Thì cái hàm, cái cú pháp của nó sẽ là function. Tên hàm đóng mở ngoặc tham số. Chúng ta có thể nhận rất nhiều tham số ở đây. Mở ngoặc, đóng ngoặc, viết 100 dòng code ở đây. Sau đó muốn cái hàm trăm dòng code này được chạy ở những cái chỗ nào đó, thì chúng ta chỉ đơn giản bỏ 100 cái dòng này đi, chúng ta viết cái tên hàm và chuyển tham số ở trong này, tên hàm như này, thì là số lượng code của chúng ta giảm đi cực kỳ nhiều lần, đúng không? Thứ nhất là 100 dòng code cứ nhìn thì không có thấy sợ rồi, lại còn nhân đôi lên nhìn rất là tổng. Bây giờ chúng ta 100 dòng đấy chúng ta giảm xuống còn 1 dòng, có nhanh hơn và dễ nhìn hơn, dễ kiểm soát hơn, đỡ lỗi hơn, đúng không? Thì cú pháp dùng hàm của chúng ta sẽ như sau, giống như tôi viết thôi. Ví dụ tôi có một cái hàm là hàm tính tổng, thì tôi sẽ có một cái function. Chữ function đừng viết sai nhé, chữ này rất là nhiều bạn viết sai đấy. Function là tính tổng, nhận hai tham số x và y,
sau đó đóng mở ngoặc nhọn, đóng mở ngoặc nhọn. Và cốt của cái hàm này sẽ được nằm ở đây. Nó khá, nếu mà nói về khái niệm thì nó khá là giống với biến, nó cũng là được đại lượng đặt tên, được đặt tên. Nhưng mà nó hơn biến ở chỗ cái là nó có thể thực thi những cái dòng lệnh nằm phía trong cặp dấu ngoặc nhọn kia, và nó có thể nhận được các tham số truyền vào ở x và y này. Thì chúng ta có đơn giản thôi. console.log ra x cộng y như này. Sau đó muốn dùng ở đâu thì chúng ta tiến hành là muốn thực thi cái hàm này ở đâu, chúng ta tiến hành là gọi hàm tính tổng của 5 và 7 chẳng hạn. Gọi hàm tính tổng của 10 và 15 chẳng hạn. Gọi hàm tính tổng của 100 và 75 và 57, 75 gì đây. Đơn giản như thế này thôi. Sau đó các bạn ra ngoài reload đi. Chạy thử đi xem có được không? Đấy, dùng hàm nó chỉ có vậy đâu. Thế rồi. Xong khái niệm hàm. Tin được không? Tôi không tin nữa. Rồi, để ý này. Những cái tham số này chúng ta nó các bạn để ý này. Khi mà tôi chạy tính tổng 5 và 7 thì x bằng mấy? X bằng 5, y bằng 7 đúng không? Khi tôi chạy tính tổng 10, 15, x bằng 10 và y bằng 15 đúng không? Thì cái biến tương đương cái x và y để tham số đúng không? Nó là những cái số sẽ tham gia vào trong hệ thống và chúng ta đặt nó là biến. Thì chúng ta cái vị trí các bạn truyền tham số này, vị trí đầu tiên chúng ta đặt là x thì x sẽ mang giá trị bằng 5, vị trí thứ hai y thì bằng 7 đúng không? Các cái tham số sẽ được nhận giá trị phụ thuộc vào cái giá trị được truyền vào khi gọi hàm. Đây gọi là đây cái này này gọi là chúng ta định nghĩa hàm. Đây có định nghĩa ra cái hàm. Còn ở đây là chúng ta thực thi hàm. Khi mà các bạn gọi cái hàm này thì những cái dòng code sẽ được ở trong nằm trong cái hàm này sẽ được thực thi. Được chưa? Với cái mớ tham số, các bạn lưu ý với những cái mớ tham số này, chúng ta có thể thêm bao nhiêu tham số tùy ý. Được chưa? Thêm bao nhiêu tham số tùy ý, có thể không có tham số hoặc có 1, 2 hoặc là cực kỳ nhiều tham số, không vấn đề gì cả. Được chưa? Đấy là số lượng tham số. Nếu mà bây giờ tôi biết như này có được không? 579 có được không? Vì sao có và vì sao không? Các bạn thử nghĩ, thử đoán nào. Hả? À? Có chạy không? Chạy em. Chạy đấy. Nhưng mà tóm lại nó có chạy không? Có. Có lỗi không? Không. Không. Không lỗi đâu, lỗi hiển thị chứ. Nhưng mà số 9 chưa định nghĩa. Có thấy không?
không phải số 9 chưa được định nghĩa mà là số 9 chưa được, không được gán cho một cái giá trị nào ở trong. Chúng ta không nhận, không có tham số nhận biến cho cái vị trí thứ ba, kệ thôi. Tôi không thích thêm Z. Đúng không? Nếu tôi không thích thêm Z thì ông bắt làm sao được tối. Xong chưa? Rồi. Còn nếu mà như này. Z nhá, ở thì Z, xong W. Này có chạy không? Có luôn. Xếp rồi. Tôi xếp rồi. Vẫn chạy. Nhưng mà nếu bây giờ tôi cộng X cộng Y cộng Z cộng W có chạy không? Có. Có bằng bao nhiêu? Bằng 24. Ừ. Có mơ. Nào, từ từ nhé. Vì sao nó bằng ngang này? 1 cộng nút bằng mấy? 1 cộng nút bằng mấy? Bằng ngang hay bằng mấy? Khi cái số của chúng ta không, cái giá trị W này mà không được nhận giá trị vào trong đấy thì nó sẽ được xét bằng null. Đúng không? Được xét bằng null. À, cụ thể hơn là undefined. Chính xác hơn là undefined nếu tôi nhớ không nhầm. Đây là console log. Console log ra cái W. Các bạn sẽ nhìn thấy. Thấy không? Undefined chứ không phải là null. Thì 1 hay 2 hay 3 hay 1 tỷ cộng với undefined nó là nạn. Not a number. Xong chưa? Đấy là cái những cái chúng ta cần phải lưu ý khi mà làm việc với những cái tham số này. Ê, nếu mà như này sao? Nếu như này sao? Bằng gì? Không cái mông. Ai bảo ông là phong? Không. Cái biến W đã được định nghĩa chưa? Chưa thì lấy đâu ra mà dùng? Sẽ lỗi chắc luôn. Được chưa? Lưu ý nhá. Nếu tham số mà không được định nghĩa mà chúng ta vẫn đem ra dùng thì nó sẽ báo lỗi. Cái biến ấy chưa tồn tại. Xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta có một cái biến nghiêm túc, một cái hàm nghiêm túc, hàm thanh niên nghiêm túc. Bây giờ tôi không thích console log cái giá trị nữa mà tôi muốn sử dụng cái giá trị tính tổng này vào một cái công việc khác. Ví dụ như kiểu là tôi lấy tổng ấy cộng với 1.000 chẳng hạn. Nhưng mà tôi không muốn thực hiện ở trong này, tôi muốn thực hiện ở ngoài, thì tôi sẽ phải là gán cái hàm ở cái hàm này, việc thực thi cái hàm này cho một cái biến và total và tổng bằng tính tổng. Sau đó ở trong cái hàm này tôi sẽ cần phải return cái giá trị của x cộng y cộng z. Bây giờ nó vẫn cứ bằng 21 đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái va tính tổng cái bằng. Tôi sẽ debugger ở đây. Các bạn viết đi. Đặt debug chưa? Tổng bằng bao nhiêu? Cái total bằng bao nhiêu? Xong đến đây chưa? Chưa? Chạy rồi. Debug này hover vào tổng bằng giá trị mà cái hàm này tính ra đúng không? Thì chúng ta có một cái loại hàm nữa. Hàm nó chia ra làm hai loại.
một loại hàm là không return và một loại hàm là có return. Nhá. Đơn giản vậy thôi. Hàm có return tức là chúng ta cần phải có một cái gì đấy để hứng giá trị mà nó trả ra. Được chưa? Còn hàm không return ấy tương đương với cái việc là nó thực thi một cái tác động nào đấy ở phía trong và nó không trả về cái gì cả. Ví dụ như này, tôi vẫn tiến hành là console log cái này. Cái này ra. Và tôi vẫn gán cái này bằng tổng. Tổng bằng mấy? Undefined. Còn nó vẫn cái console log ra được cái 21. Được chưa? Nhưng mà đến tại thời điểm tôi đặt debug này, tổng nó không có giá trị. Được chưa? Nó không có giá trị đâu. Như bình thường đây là phép gì? Đây cơ mà. Phép gán. Phép gán giá trị. Đúng không? Gán thì phải có cái giá trị để gán. Nhưng mà ở trong cái hàm này nó không trả về cái giá trị nào cả. Return là trả về mà. Nó không trả về cái giá trị nào cả. Cho nên là cái tổng này sẽ được gán bằng undefined. Trừ khi chúng ta đổi cái console log này thành cái return thì cái tổng này mới bằng cái giá trị được thực thi bởi cái toán, bởi cái phép toán này. Thì bây giờ tổng của chúng ta mới mang giá trị bằng 21. Được chưa? Đấy là hàm và những cái lưu ý khi mà sử dụng hàm. Xong chưa? Bây giờ chúng ta thử thực hành một cái bài toán. Đó là tìm. Vẫn là cái bài toán tam giác hôm trước nhé. Nếu bây giờ trong trường hợp tôi muốn tính nhiều cái tam giác, có phải là nhiều cái độ dài, ví dụ cứ 3 cặp 1 có phải là tam giác hay không? Thì tôi làm nào. Ví dụ tôi có các độ dài như sau. Và x bằng 5, y bằng 6, z bằng 7 và a bằng 8, b bằng 2, c bằng 10 và D bằng 4, E bằng 2, F bằng 3. Như này, tôi muốn kiểm tra trong 3 cặp này thì cặp nào chúng nó, 3 cái cặp này có hình thành được tam giác hay không. Thì tôi làm nào. Nghĩ thử coi. Tôi sẽ có một hàm như sau. If check tam giác của A, của X, của Y, của Z bằng true thì console.log $x $y phải $z có thể hình thành tam giác. Như này. Có thể hình thành tam giác. Tương tự nếu mà tôi muốn check của cái ABC này, tôi chỉ đơn giản duplicate thằng này lên. Check tam giác của A, của B, của C.
duplicate node của thằng này lên. D E F đó. Giờ làm nào cho cái hàm trích tam giác kia?
Được chưa? Giờ làm nào. Chúng ta để ý này. Thứ nhất phải xác định là cái hàm này có phải là hàm return không đã. Đúng không? Mà phép so sánh thì sao? Cần so sánh một cái gì? Giá trị này với giá trị khác xem nó có trả về true hay không. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái hàm check tam giác như sau. Function check tam giác nhận các tham số là số 1, số 2 và số 3. Số 1, số 2, số 3. Chúng ta có if số 1 cộng số 2 lớn hơn số 3 và số 1 cộng với số 3 lớn hơn số 2 và số 2 cộng số 3 lớn hơn số 1 thì tiến hành return true. Còn nếu else thì return false. Đấy, thế là xong. Check thử xem có đúng không? 567 ai bảo không phải đóng giá? Hả? Ờ, có thể hình thành tam giác. 8210 thì không đúng không? 423 có không? Có 2 cái 423 có không? Có nghĩa 423 có không? Lỗi rồi. Check lại rồi đúng chưa? Nó có báo lỗi gì đâu. 2 cộng 3 bằng 5. Đúng rồi. 4 cộng 2 bằng 3 bằng 6. 4 cộng 3 bằng 7 bằng 2. Không có lỗi. Tôi xem lại. Chạy thử nhá. Khiếp. Đâu bên kia nó làm gì ầm ầm. Đây. 567 có thể hình thành tam giác này, tại sao 423 không được nhỉ? À, viết sai. DEF à, DEF. Rồi, hai cái. Thằng kia nó sai giống tôi. Chuyện bình thường. Được chưa? Nhưng mà chúng ta tôi làm cái này để làm gì? Để chúng ta cần phải lưu ý một thứ, đó là khi nào chúng ta cần dùng hàm return, khi nào thì không. Và nhắc luôn cho các bạn biết một điều, đó là 90% các hàm trong lập trình của chúng ta đều là hàm return. Được chưa? 90% thì chúng nó đều return cả. Bởi vì ở đây khi mà với cái bộ 567 thì cái này return true hay false? True đúng không? True có bằng true không? Có thì chúng ta sẽ console log vào cái này.
đúng chưa? Vậy thôi. Được chưa? Đấy là hàm. Xong chưa? Không nhá. Còn nữa. Vẫn còn một cái cách nữa để dùng hàm ở trong JavaScript. JavaScript là ngôn ngữ trình duyệt mà nó rất là đặc biệt. Ví dụ chúng ta có cái hàm sau. Và cao bằng 0. Và cao bằng 0. Và function cao plus chẳng hạn. Cao plus cao cộng cộng. Sau đó chúng ta sẽ có là cái thẻ H3 ở đây. H2 có ID bằng target bằng 0 và một cái button click me. Ở đây chúng ta có cái on click. On click gọi đến cái hàm cao plus và dưới này chúng ta sẽ có document chấm get element by id target chấm inner text bằng cao. Chúng ta cứ làm đi, rồi tôi sẽ giải thích. Thôi xong, còn bên kia lại nghịch ngu rồi. Không nhá. Đây là như thế nào? Giải thích nhá.
giải thích này. Nào, cái on click này, thứ nhất là chúng ta giải thích cốt HTML trước nhá. Chúng ta có một cái button, đúng không? Chúng ta có một cái thứ gọi là on click. Đây là một thuộc tính, như bình thường đây là thuộc tính của HTML, đúng không? Nhưng mà thực tế ra cái này nó là thuộc tính, nhưng mà nó để nó khởi tạo cho một cái thứ người ta gọi là sự kiện. Các bạn còn nhớ cái hai chấm hover ở trong CSS không? Đó là nó bắt cái sự kiện là di con chuột vào trong cái thẻ CSS, đúng không? Đúng nhá. Còn ở đây nó sẽ Java code HTML ấy, nó có thể là bắt cái sự kiện click vào trong một cái thẻ nào đó, đúng không? Bằng cái sự kiện on click. Khi click vào thì sẽ thực thi một cái hàm được viết trong JavaScript là hàm count plus. Được chưa nhỉ? Hàm count plus của chúng ta sẽ có cái giá trị count cộng cộng lên, ban đầu bằng 0, bây giờ cộng lên bằng 1. Được chưa? Thì bây giờ giá trị của count bằng mấy? Sau cái dòng này thì count bằng mấy? 1. 1. Tiếp theo chúng ta có document get element by id. Document là tài liệu, đúng không? Get là lấy, element by element là thẻ HTML, đúng không? By id, đây có phải là id không? Là target, thấy giống nhau chưa? Sau đó chúng ta có inner text. Inner là code, còn là inner là phía trong, text là chữ viết nhá. Chữ viết phía trong, text phía trong của nó sẽ bằng với cao, bây giờ cao bằng 1 thì nó sẽ hiển thị số 1, số 2, số 3, số 4, đúng không? Mỗi lần cái sự kiện on click xảy ra thì cái hàm này lại được chạy một lần. Thấy chưa? Chúng ta có thể test lại, đúng không? Chính xác chưa? Bấm gì không được, phải nhấc lên bấm tiếp thì mới được. Thôi bấm ít thôi. Xong chưa? Với hàm thì chúng ta có nhiều trò chơi hơn rất là nhiều. Cứ thông mà. Xong chưa? Có con nào bị lỗi không? Có ạ. Đâu? Kích một phát luôn. Có. Cái trò này sinh ra không phải là để phá chuột đâu. Xong chưa?
Tiếp theo, chúng ta đã biết về cái sự kiện này rồi đúng không? Cái sự kiện thì giờ sao? Giờ sao? Chúng ta có thể là bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần là liệt kê tất cả những cái danh sách của các sự kiện có trong JavaScript với HTML, đúng không? Thì chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì? Thì các bạn, bây giờ tôi sẽ cho các bạn 15 phút mỗi tổ. Vẫn có 4 tổ đúng không? Rồi, search cho tôi cái từ là JavaScript event. Đúng rồi. Vẫn có à? Ủa, nhầm. Từ khóa không phải là JavaScript, là HTML event. HTML event. Này mới đúng. Đó. Mỗi tổ tìm hiểu cho tôi một phần. Tổ 1 tìm hiểu cho tôi về cái Windows element ở đâu? Đây. Windows event attribute. Tổ 2 là form event. Tổ 3 là tổ bên này. Là keyboard event và mouse event. Tổ 4 tìm hiểu cho tôi về clipboard event. Và clipboard event và cái mouse event. Tổ này sẽ vẫn tìm hiểu lại như bình thường, không sao cả. Clipboard và mouse. Được chưa? Đến 3:20 sẽ mỗi tổ sẽ cử 1-2 người lên báo cáo. Làm kiểu gì làm. Không, 3:30 đi. Tôi cho là 1 là 2 bàn trên này, 3 bàn trên này. Ở dưới kia là mấy bàn? 3 bàn đúng không? Tổ 2 ở dưới đấy, tổ 3 trên này, tổ 4 dưới kia. Tổ 3 2 bàn đấy nhá. Tổ 3 là 2 bàn thôi. Còn từ bàn 3 xuống là tổ 4. Thank you.
Ghi vào đây. Ghi vào và nhớ lấy ví dụ nha. Giải thích và lấy ví dụ của tôi. Làm cái gì cái gì, làm đọc cái gì đọc. Mấy cái đồ lập trình này mà Google Translate đọc nó ngu quá. Vậy ờ, hôm nay có Long Du Gaming đánh với GAM à? Xem thì vẫn cứ phải xem nhưng mà không xem được trực tiếp thôi. Tối về vẫn xem. Nói chung là đàn ông con trai thì em vẫn có những cái đam mê riêng. Còn tôi cũng chẳng biết tôi xem cái trò biết đầu. Thôi, chúng ta làm đi, về sớm có xem. Ông về đi, nó bỏ cái sự bỏ luôn. Nó sẽ bút to luôn, 17 giờ nữa. Thì cái này in ra cái. Chờ, bọn em phá được vào phút. Ông về, bỏ không gì. Nó sẽ cháy không? Cái này là cháy. Thôi, thì vào gì nào? Cuối. Sao là một gì? Thích rồi, chuột phải đây nè, chuột phải ô phần đi lên tab. Chuột phải là, biết chuột phải là gì nào? Đấy, trên đầu, đấy. Dễ nhất là một đứa cúi đầu vào phải tìm hiểu chung một cái là cách dễ nhất. Đầu tiên là sao mà rồi nha, đây là đứa mà cúi gì là sao? Yeah.
Thank you.
Sai đâu mình sẽ sửa đấy. Yeah. Sau đó về nhà làm nghe. Sau đó về nhà các nhóm chủ động làm slide, lấy ví dụ và buổi sau thuyết trình cho những cái phần còn thiếu. Nha. Yeah. Đợt này bây giờ chỉ cần 3 cái thôi. Mỗi bàn một cái. Cái cuối.